Ok. Thì để mà nói về các dòng xe tải mà dưới 1 tấn đang làm mưa làm gió trên thị trường á, thì chúng ta không thể nào mà không kể đến một em đang hot vô cùng, cũng đang ở trên thị trường xe tải nhẹ hiện tại. Thì ngày hôm nay em hãy cùng Kiệt, theo chân Kiệt để review cũng như đánh giá về con xe tải này nhé. Thì đây chính là nó, Dongben DB1021, tải trọng 870kg. Thì con Dongben DB1021 này được sản xuất bởi nhà máy Dongben. Nó có tải trọng là 870kg. Thì nó là có những điều gì đặc biệt? Thì đầu tiên thì chúng ta cũng phải cần tìm hiểu về phần thiết kế ngoại thất của nó, xem nó có những gì đặc biệt. Và đối với con Dongben DB1021 này á, nó đang cạnh tranh trực tiếp với đối thủ của mình, đó là Taco Tower 750. Đối thủ rất là nặng ký của gia đình nhà Taco. Thì để tìm hiểu về Dongben DB1021 này thì xin mời các bạn hãy tìm hiểu về phần ngoại thất. Đến với phần ngoại thất, về phần đầu xe thì một thiết kế rất là đẹp mắt, với cụm đèn đập vào mắt của người nhìn là cụm đèn với hai bóng. Đây là một bóng bi xenon lồi rất là đẹp. Và hai bóng này là một bóng cốt và một bóng pha tách biệt nhau. Kèm theo đó là một đây là một cụm đèn xi nhan và tích hợp hazard. Đây. Dưới đó là cụm đèn sương mù để cải thiện tầm nhìn cũng như là cái tầm hoạt động ánh sáng của con DB1021 này rất là tương đối xa. Bởi vì có hệ thống chiếu sáng là nhờ bi xenon lồi, rất đẹp mắt. Ở giữa là có logo của Dongben. Đây, được chrome mã bóng. Và trên đó là một chữ Dongben cách điệu, rất đẹp mắt. Thì đó là phần ngoại thất của con Dongben DB1021 này. Thì mời các anh em xem qua lại một lần nữa. Thì đây là phần xe tải nhẹ nên thiết kế cũng đơn giản. Nhưng đối với con Dongben DB1021 này thì nhìn cũng rất là cầu kỳ nha các anh em. Đặc biệt là tôi thích nhất là cái cụm đèn. Cái cụm đèn nhìn rất là đẹp. Đấy. Thì bên hông đó nó sẽ có một cái tích hợp thêm một cái đèn xi nhan cỡ nhỏ nằm ở bên hông xe. Đấy. Và cái điều đặc biệt là con DB1021 này nó là theo tiêu chuẩn mới của châu Âu, tức là nó đạt tiêu chuẩn luôn là Euro 4. Trong khi mà đối thủ cùng phân khúc là Taco Tower 750 á, thì nó chỉ đạt tiêu chuẩn là khoảng Euro 2 thôi, vẫn là còn tiêu chuẩn cũ. Thì để mà biết thêm thì các anh em cùng theo chân tôi đi vào trải nghiệm về phần nội thất của con xe này. Mời các anh em. Bước vào khoang nội thất thì điều đầu tiên là tôi cảm nhận thấy là nó rộng, tương đối rộng. Và cái cần số này là cái điều đầu tiên tôi nhìn. Bởi vì cái cần số này rất đẹp, nhìn rất là nuột, với một cái vòng chrome mã ở ngoài. Tiếp theo đó là một cái dập bóng cái mặt của các số lên, nhìn rất nuột. Và vào số nha, khi tôi chạy ấy, vào số cực kỳ nhẹ. Đây tôi thử vào số cho các bạn xem nè. Đấy, thao tác rất đơn giản. Đấy, một phát là trả về ngay. Và nội thất vẫn được trang bị giống như các dòng xe tải mới hiện tại, vẫn là có hệ thống điều hòa. Đây, xe tải ngày nay thì hầu như là các nhà sản xuất, các hãng đã chịu thay đổi, đã chịu đầu tư vào nó hơn, và tích hợp vào đó là hệ thống máy lạnh. Đấy, điều hòa máy lạnh có sẵn. Đối với cái thời tiết Việt Nam nắng nóng nhiệt đới như thế thì tích hợp máy lạnh điều hòa vào là một điều rất 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 là ưu ái của các nhà sản xuất. Dưới đó là một cái cụm thông tin giải trí và các radio. Đấy, đây hệ thống radio. Tôi cũng thể bật cho các bạn nghe thử nha, xem hệ thống loa nó trên xe này nó như thế nào. Đấy, hơi do giờ này các đài nó hơi rè nha anh em. Đấy, thì xe này được trang bị hai loa thôi. Hai loa là một bên kính người lái và một bên kính của phụ. Đấy, và đặc biệt là nó có sưởi sưởi kính lái luôn nha. Đây. Đấy, nội thất được nhựa giả da rất đẹp mắt. Cái cần phanh tay này nhìn giống rất là giống du lịch.
Và cái điều mà tôi thích nữa là cái ghế được bọc da. Đây, rất sang trọng. Ghế vẫn được bọc da nha. Và khi mà các anh em mà có nhu cầu, mà có dự định, mà muốn nếu muốn mà đặt hàng, đặt xe ấy, thì nếu mà nhìn cái sàn này, bên tôi sẽ tài trợ cho các anh em một cái thảm lót sàn trị giá là rất là ưu đãi nha. Đấy là cái thảm lót sàn tặng kèm theo. Thì ở này là có một cái hộp để đồ và các dụng cụ phụ tùng của xe thôi. Đấy, dụng cụ đồ nghề thôi. Rồi, thì đóng lại. Tương đối là như vậy nha anh em. Thì mà để vận hành cái con xe này ấy, thì nó cần một cái khối động cơ dưới nắp capo này nè. Và phần tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho các anh em về cái khối động cơ của con xe này. Rồi, ok, mời anh em theo tôi. Thì để vận hành cái con xe này thì dưới ghế của người lái chính là khối động cơ của nó. Thì để mình mở khối động cơ ra cho để các anh em xem về khối động cơ như thế nào để hoạt động con xe này nhá. Đây, thì thao tác mà để tháo ra thì nó đơn giản lắm. Chỉ là bật cái ghế của người lái lên theo đúng cái chốt gài thôi. Đấy. Thì động cơ này á được Đông Ben công bố á là rơi vào khoảng 60 mã lực ở dãy vòng tua 5.000 vòng một phút. Đấy. Và động cơ này là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng. Đấy, động cơ xăng nha các anh em. Và cái điều đặc biệt nữa nè. Đây, anh em lia vào đây nè. Cái bình nha. Cái bình nó được thiết kế dưới ghế lái của tài xế luôn. Tức là về việc nó đỡ về việc mà mất mát á khi có trộm. Bình thường thì đối với nè, tôi chi tiết hơn là đối với con mà Taco Tower 750 á thì cái bình nó đặt ở dưới cái hông xe, tức là bên cái thùng ấy, dưới thùng. Thì nó nhiều khi mình đậu xe ở ngoài đường thì buổi tối ấy, nói chung là chuyện gì nó đến thì tôi cũng không biết. Nhưng mà đây là một điều khá là an toàn rồi mà Đông Ben nó thiết kế trên cái con xe này. Đấy, thì mình nãy giờ mình mở kính, mình bật kính lên cho các bạn nha. Đấy nè. Kính chỉnh điện rất là mượt. Đấy. Kính chỉnh điện thôi. Đấy. Rồi, ok. Đây là cái thùng của em nó. Đối với phiên bản mà tôi giới thiệu cho các anh em là phiên bản Đông Ben DB1021 thùng lửng. Đấy. Thì phiên bản thùng lửng này nó như thế nào? Để tôi mở bẩn ra cho các anh em xem nha. Rất là đẹp. Thì mà cái thùng này nó có kích thước lọt lòng là khoảng rơi vào khoảng 2m45 nha anh em. Đấy. Và chiều rộng của cái thùng này nó là 1m4. Đấy, 1m4. Rồi cái khoảng mà chiều cao của bửng đây, từ đây đến đây là khoảng 340. Đấy. Nói thông số để có anh em nào mà có dự định đầu tư để chở hàng hay là gì đấy thì có thể nắm rõ về cái thông số mà lọt lòng thùng để khi mà hàng mà chắc vào thùng á nó có thể đúng vào kích thước của thùng để không bị lọt ra ngoài. Đấy, để mất công để cái anh em có thể mà không phàn nàn về việc đó. Đấy. Nè, đây là hệ thống đèn sau. Đấy, tôi đang bật hazard cho các anh em xem. Hazard. Đấy. Rồi đèn thắng, đèn lùi, thế thôi. Đấy, thùng này thì được bên mình dập sóng. Đấy, thùng này của công ty. Đấy, của Đông Ben về luôn, xe về nguyên thùng. Nhưng mà muốn thiết kế thùng á theo ý thích của các anh em á thì có thể mà liên hệ với ô tô An Sương, là ô tô An Sương có thể là thiết kế thùng và xây dựng cái thùng theo ý định của khách hàng. Đấy. Thì các anh em có thể mà tham khảo. Rồi, tiếp theo thì chúng ta đi về cái hệ thống treo để vận hành được chở được cái khối lượng hàng hóa trên con xe thì cần một cái hệ thống treo như thế nào. Thì đối với mà con Đông Ben DB1021 này, cái hệ thống treo được trang bị là hệ thống treo sau này sẽ được sử dụng là hệ thống treo nhíp. Đấy, với 4 lá nhíp nè, cho anh em xem. Đấy, rồi 4 lá nhíp đó. Nó tạo cho cảm giác mà hàng hóa ở trên khi mà di chuyển qua các gập ghềnh á, nó sẽ tạo sự đàn hồi tối đa. Đấy, kèm theo 4 lá nhíp đó là nó sẽ có một cái phục giảm chấn. Đấy, phục giảm chấn theo nhíp, tức là giảm khả năng dập tắt dao động đến mức tối đa có thể cho các anh em luôn. Đấy. Bên cạnh đó là nè, kèm theo một bộ mâm. Đấy. Bộ mâm với thông số là 165. Đấy, 165R13. Đấy. Đó, các anh em tham khảo. Cái lớp này được sử dụng của Kasumina. Một thương hiệu thì do các dòng xe tải nhẹ hay sử dụng là Kasumina. Đó.
chụp mâm với nhãn hiệu logo Đông Ben. Thế thôi. Và con xe này được trang bị với hệ thống treo trước, rất là giống du lịch nha anh em. Đây, các anh có thể lia từ đây vào đây nè. Nó, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là một cái phục giảm chắn. Đấy, hệ thống treo trước là dùng hệ thống treo độc lập, rất giống với các con xe du lịch trên thị trường. Nhưng mà xe du lịch thì đối với các dòng xe du lịch mà đời trước đây thôi, còn dạng như xe du lịch bây giờ á thì cái hệ thống treo nó phức tạp hơn rồi, rất là đẹp. Đấy. Mà so với con Taco Tower 750 nha, thì con Đông Ben này tôi đánh giá cực kỳ cao, rất hiệu quả, rất đẹp, và cái option ấy là nhiều sự lựa chọn. Đấy. Thì với cái tải trọng 870 kg này á thì rất là nhiều sự lựa chọn cho cái mức hàng hóa của anh em. Đấy. Và đối với cái dòng Đông Ben này á thì bên ngân hàng đánh giá cực kỳ cao và có hỗ trợ cho vay lên đến 85% giá trị xe. Và cái điều đặc biệt, nếu mà nó rất phù hợp với các khách hàng, quý khách hàng như là chạy ba gác nè. Đấy, về kinh tế ví dụ như làm công nhân nè. Đấy, các hộ kinh doanh vừa và nhỏ đấy, cái mà khi mà kinh tế khởi nghiệp nó còn khó khăn đấy, là chỉ cần bỏ ra khoảng 40 triệu thôi. Anh em chỉ cần bỏ ra khoảng 40 triệu thôi, còn lại để thủ tục thì để bên công ty An Sương của tụi tôi lo. Còn mà về tiền á thì ngân hàng sẽ giải ngân và cho vay hết. Đấy, chỉ cần bỏ ra 40 triệu để làm tất cả những gì mà để sở hữu con Đông Ben này là trong vòng 40 triệu. Và còn lại thì để ô tô An Sương và ngân hàng lo. Đấy, nếu mà các bạn thấy video này hay thì có thể cho mình một like, một comment và nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất và hấp dẫn nhất từ ô tô An Sương. Mình là Tuấn Kiệt và hotline của mình là 0938 400 239. Xin chào và hẹn gặp lại.